Tôi là Quỳnh Anh Tuấn, nghề nghiệp chính là diễn viên, nhưng lúc rảnh rỗi tôi lại dấn thân vào con đường TikToker ẩm thực. Hai đứa con tôi là Hương miền Tây và Lạc về quê. Tụi nó sống an phận lắm, không hơn thua với ai, nhưng thua tôi là tụi nó không chịu, vì hai đứa nó cũng là TikToker ẩm thực. Hai... Tết sắc dạch rồi mà gọi điện thoại này nỉ đứa nào cũng hẹn 29 con về, nhưng bây giờ vẫn còn xèo xèo trên bếp kìa. Cả nhà hãy xem cái Tết của gia đình nhà Tuấn sẽ như thế nào nha. Trời ơi, thánh thần thiên địa ơi, trời ơi, nó thiếu nợ tôi, nó không trả mà nó lên nguyên một vườn bông nguyễn huệ ra nó chân trước nhà nó nè trời. Tuấn ơi, bảy bảy tới giờ bảy tám chín mười gì hả? Trời ơi, nợ tao mày không trả mà mày chân bông như vậy mà mày coi được không hả? Bảy có gì từ từ nó vô nhà chơi bảy. Vô nhà chơi cái gì mà nợ tao mày phải trả cho vô gì? Trời ơi, vậy tao sốc tôi trời. Nhỏ này, thằng này rồi thằng đây á là người ở của em. Trời ơi, cái gì vậy bảy? Nó không có tiền trả mà nó mướn tới ba người ở. Lợi ơi, chú ơi, ra chú biểu. Dạ, chú ơi, chú ơi. Ồ, Lợi. Dạ. Coi kiếm cái gì á, thứ mấy cái bông hoa đi để lát á, nắng lên gắt quá mà chết hết. Dạ. Còn chức, coi sắp xếp mấy cái chậu hoa lại cho nó gọn gàng cho đẹp nha. Dạ chú, mấy cái chuyện này để con lo cho, chú yên tâm. Còn Sương nữa, kêu nó đi chợ á, giờ này chưa về. Kỳ quá, chắc đi chơi rồi. Ủa chú ăn bún gì vậy? À, bún này là bún tươi. À, chỉ cần ngâm qua là luộc nó. À, trưa nay mình có lẩu cù lao. À, trưa nay có lẩu cù lao nghe mấy đứa. Ủa, mà lẩu người ta có bún rồi chú còn ngâm bún gì vậy? Tại con không biết chứ. Bún tươi này nè, ăn rất là ngon. Chỉ cần ngâm nó rồi luộc nó rồi ăn nó, trời ơi, nó ngon lắm. Nên vì vậy á, chú phải mua thêm một đống để dành ở nhà sẵn đó. Nặng quá, vô đi. Hôm qua mua 10.000, hôm nay bán 17.000. Mắc quá trời. Đồ ăn đến rồi, đồ ăn đến rồi, vào ăn thôi. Ăn sáng cả nhà ơi. Nay ăn gì vậy chị? Bí mật. Ủa, có được hồi sáng không? Nói kêu mua bánh mì mà mua gì vậy? Dạ con mua bánh ướt. Sao lại bánh ướt? Thì bánh ướt cho nó ngon. Thôi ăn đi. Mà quên, hai đứa này nó nói mình là sáng nay nó về tới giờ này chưa về tới nhà nữa. Hay. Chú, nhà mình dọn dẹp xong hết rồi mà con của chú chưa có về nữa. Bây giờ mình làm cho đỡ buồn ấy. Mình làm gì? Hay mình lại chim đi chú. Lại chim hả? Khoan. Chức nói cũng có lý đó. Mình bán hả? Mình bán được gì? Nhà mình có bông quá trời nên chú, mình lại chim mình bán bông đi. Đây, chú thấy. Khoan, bông mới mùa luôn á, không có bán nha. Đúng rồi chị. Có gì khác bán không? À, nhà mình có khô, mình bán khô luôn chú. Chú thấy làm sao? Khô hả? Được. Được ha. Sợ nha. Thôi, ăn lẹ lên. Lạc đợi hai. Ủa chị hai, trời đất ơi, em tưởng gì về trước em mà chứ. Rồi con về sớm hơn chị dữ chưa? Thôi đi vô kìa, ba đợi chổng kìa, để họ không chửi nữa. Xin chào cả nhà. Đi vô đông đủ hết đi rồi tính bắt đầu nha. Rồi, đông đủ rồi phải không? Rồi, hôm nay tính chỉ có bán một ngày duy nhất rồi nha. Hôm nay tính bán bông nè, khô nè. Ai nhanh tay ấy con, ai chậm tay thì hết. Chị hai, giờ sao chị hai? Con vô trước đi. Thôi chị vô nhà trước đi, chị lớn mà. Thôi vậy theo chị. Dạ đúng rồi, đi vô đi, rồi có gì hả? Bị ba chửi thì chị em mình nghe chung nhau.
Vậy thì mau lên hãy để chốt đơn. Ai nhanh tay thì chốt đơn. Nên mọi người mau mau. Ủa? Má con về đây nè. Ôi trời ơi. Ôi mọi người ơi, con tôi về rồi tôi không bán nữa nha. Tôi ôm lại nha. À trời ơi. Con về. Con ra ra. Ừ. Mà nè, hai đứa. Dạ. Nói về sáng sớm mà giờ này mới về là sao? Dạ. Mà chưa hết nữa. Về quê mà ăn mặc chảnh gì à? Không sợ bà con người ta cười hả? Trời ơi ba ơi, vợ con chị Hương á cũng nổi tiếng trên mạng rồi. Nên hả ăn mặc ra rồi phải chỉnh chu chút chứ. Nổi tiếng dữ chứ. Ừ, nghe chị nói chưa? Nổi tiếng dữ chưa? Thôi thôi thôi, hai người vô thay đồ tôi đi. Rồi ra đây phụ tôi dọn dẹp mà lên. Về nhà thấy mà nhằn bực mình ghê vậy đó. Tin. Chú Tuấn ơi, con ra đồ ăn tới rồi nè. Ô, My hả? Ủa, My. Dạ, chú khỏe không? Đây, chú xách phụ cho. Dạ, dạ. Rồi rồi, đi vô 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 vô. Dạ, dạ. Ai vô vô My ơi. Cái gì mà nhiều quá vậy con? Dạ con đem cái lẩu cù lao này đuổi cho nhà mình ăn nè. Nhưng mà đổi vị ngày Tết con có đem thêm lẩu mắm đậu thái cho chú nữa. Trời ơi quá đã luôn. Chú không cắn sớm. Thì sớm sắp sửa hết phần 1 rồi. Không cho nhà trời đợi vô làm sao mà phát được. À con, mai mốt đừng có đem nhiều vậy nghe chưa. À, trong tiệm con có gì á đem hết cho chú. Yeah. Dạ, tết mà chú. Chưa gì hết, chuẩn bị hết rồi. Trời, rồi rồi mấy đứa vô vô phụ ta đi. À My, lát ở lại ăn chung với gia đình chú luôn nha. Dạ, con cảm ơn chú. Rồi, rồi. Thiên Địa ơi, ê trời ơi, nó thiếu nợ tôi, nó không trả mà nó lên nguyên một giường bông Nguyễn Huệ ra nó chân trước nhà nó nè trời. Tấn ơi, mày mày tới giờ mày dám chết tôi gì hả? Trời ơi, nợ tao mày không trả mà mày chân bông như vậy mà mày có được không hả? Bảy coi gì từ từ vô nhà chơi bảy. Vô nhà chơi cái gì mà nợ tao mày phải trả cho vô gì? Trời ơi, gãy xương sống tôi trời. Trời ơi, gãy xương sống. Bảy, mấy đứa. Vô lấy chén đũa ghế cho bảy coi, mới lên. Trời ơi! Nợ tôi nó không trả. Nỡ lòng nào á nó làm một nguyện giường bông trước sân nó. Bây giờ còn ăn gì đây? Ha. Lẩu hải sản nữa. Trời ơi vậy sao tiền tao mày không trả là sao vậy? Bảy à, thông cảm cho. Cái lẩu này không phải là của em, lẩu này của My. Tiền lao ở thành phố đem xuống cho em. Chủ tiệm đó hả? Dạ. Dạ chú Tuấn ơi, chắc con có việc quá, xin phép hôm nào mai mốt con xuống chơi nha chú Tuấn. Trời, cái gì mà về sớm vậy? Thôi dạ dạ đó. Quán báo là có tiếng Việt bận á. À vậy hả? Chị lẻ đi. Thôi đi vào vô chào chú. Rồi rồi. Một hai bữa gặp nhau nha. Dạ. Bảy mời bảy vô ngồi chơi bảy. Bảy ngồi xuống. Dạ. Rồi lại xuống lấy cái chén cho bảy liền mới lên. Bảy ngồi đi bảy. Hồi xưa đó người ta đi mượn nợ mình á, mình ngồi người ta quỳ. Bây giờ mình đi đòi nợ đó, mình chưa kịp ngồi á là người ta ngồi rồi mình đứng. Bảy ngồi đi bảy. Cẩn thận bảy. Chén mày lấy lại lên. Lại lên. Đi từ sáng tới giờ chưa ăn được miếng gì, bụng đói chân run. Dạ ba. Bảy à, có gì á bảy từ từ nói, bảy lên bảy la sầm gì hàng xóm cho nghe được kỳ lắm bảy. Cái gì mà kỳ? Ai đây hả? Dạ. Nhà ai đây? À, ai mà đông dữ vậy? Ở đây là hai đứa con của em thì bảy biết rồi đó. Biết rồi. À, chào bà bảy. Dạ, con nhỏ này thằng này rồi thằng đây á là người ở của em. Trời ơi, cái gì vậy bảy? Nó không có tiền trả mà nó mướn tới ba người ở. Mày tên gì vậy? Dạ con tên Bạch Diễm Sương. Đâu có, mày là Na Tra với Bạch Diễm Sương gì? Có kìa, người ở mà nó gắn hai cái cột gì nè. Chị cái gì? Tết này á khỏi cần mua thịt heo. Chị đừng có nói vậy, nói nghe được nó buồn chị.